Tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đồng hành đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm chương trình tiếp sức mùa thi. Qua 20 năm triển khai trong khuôn khổ chương trình tiếp sức mùa thi, đã có hơn 58.000 đội hình tình nguyện được thành lập, thu hút hơn 1 triệu thanh niên tham gia. Qua đây hỗ trợ hơn 18 triệu thí sinh và người nhà thí sinh, giới thiệu hơn 536.000 nhà trọ, chỗ ở miễn phí, cung cấp hơn 4 triệu suất ăn, hơn 6 triệu chai nước, cùng hàng triệu bản đồ, cẩm nang, hàng trăm nghìn vé xe buýt, lượt xe ôm miễn phí, với tổng nguồn lực huy động gần 200 tỷ đồng. Nhiều mô hình cách làm của chương trình đã mang lại hiệu quả tích cực trên diện rộng, tiêu biểu như cẩm nang tư vấn mùa thi, xe ôm miễn phí, mỗi xe buýt một tình nguyện viên, cùng bạn đi thi, gia sư áo xanh. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao huân chương lao động hạng 3 tặng đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi.